Ông Đặng Xương Hùng, từng là cán bộ ngoại giao Việt Nam, từng là đảng viên Cộng sản, nay bỏ đảng và tị nạn tại Thụy Sĩ, nhận định về sự xuất hiện liên tục của các cán bộ đảng Cộng sản cao cấp trong hoạt động đối ngoại. Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng mong muốn chứng tỏ cho dư luận biết rằng là các chính phủ trên thế giới, trong đó có cả Mỹ, đều công nhận cái sự khác biệt về chế độ, tức là họ có công nhận một chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Giáo sư Vũ Tường, giảng dạy tại khoa chính trị Đại học Oregon ở Mỹ, phân tích thêm về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong những hoạt động của nhà nước Việt Nam trong thời gian gần đây. Từ 2010-2012, đó là ông Ông Trọng lên đó, Đảng đã có cái xu hướng là muốn tăng cường cái vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các động của nhà nước, lĩnh vực ngoại giao cho đến lĩnh vực kinh tế, đến lĩnh vực nội chính. Theo tôi đọc các tài liệu của Đảng đó, thì là họ nói là cái sự tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng này, mục đích của nó là để các nước tôn trọng cái thể chế chính trị của Việt Nam và do Đảng lãnh đạo. Tại vì là trong cái quá trình mà kinh tế chuyển qua từ thị trường á, vai trò của Đảng nó bị lu mờ rất nhiều so với vai trò của nhà nước. Ví dụ như là so sánh với ông Nguyễn Phú Trọng với Nguyễn Tấn Dũng thì nước ngoài họ biết đến Nguyễn Tấn Dũng rất nhiều mà họ không biết đến Nguyễn Phú Trọng là ai cả, hay là Nông Đức Mạnh trước đó. Giáo sư Tường cũng nói thêm là hoạt động đối ngoại của Đảng là cũng nhằm để giải quyết những bất đồng với các nước có thể chế tương tự với Việt Nam như Trung Quốc. Theo quan sát của ông thì ông Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện đến 17 chuyến viếng thăm ra nước ngoài. Một nhà quan sát chính trị Việt Nam từ Pháp là ông Nguyễn Gia Kiển, người thành lập tổ chức Tập hợp Dân chủ Đa nguyên tranh đấu cho chính trị đa đảng tại Việt Nam, bình luận rằng mô hình phân biệt đảng và nhà nước ở Việt Nam đang bị thay đổi. Chính sách mà phân biệt đảng và nhà nước đưa tới tình trạng là ông Nguyễn Tấn Dũng đó làm thủ tướng và bất chấp cái bộ chính trị. Cho nên cái khuynh hướng hiện nay và đưa được công khai hóa là nhất thể hóa chính trị, cái chính sách cầm quyền tại Việt Nam. Cái điều đó có nghĩa là họ trở lại với cái mô hình mà Đảng Cộng sản đã bỏ đi từ năm 1986 với cái đợt mở cửa, tức là phân biệt đảng và nhà nước. Nhưng riêng trong lĩnh vực ngoại giao, ông Đặng Xương Hùng cho rằng thực ra không có thay đổi gì. Khi được hỏi rằng liệu tới đây vai trò của các viên chức Bộ Ngoại giao có bị lép đi so với các viên chức đảng phụ trách đối ngoại hay không, ông Đặng Xương Hùng không cho là như thế. Theo những quan sát của tôi thì tôi thấy rằng là những cái chuyến đi như đi của ông Trọng rồi ông Huynh thì cũng là do cái sự sắp xếp, do sự dàn xếp của ngoại giao Việt Nam với phía Mỹ. Bởi vì cái sự quản lý đối ngoại của Việt Nam thì nó cũng từ lâu nay nó vẫn như thế thôi, tức là mọi các hoạt động đối ngoại của Việt Nam đều phải thông qua Ban Bí thư rồi Bộ Chính trị hết. Trở lại việc thay đổi mô hình tách biệt hoạt động nhà nước và Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Gia Kiển cho rằng còn có một lý do nữa là sự lúng túng trong phương hướng điều hành lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản. Họ thấy rằng cái chủ nghĩa Mác Lênin nó bị chối bỏ, chính sự cái định hướng tiến tới xã hội chủ nghĩa nó không còn hợp thời nữa, và họ cố thủ trên cái đường lối đó, và họ thấy rằng cái điều chỉ có một cách là trở lại cái mô hình cũ. Những ai mà đọc nghị quyết của hội nghị Trung ương 4 và cái bài diễn văn bế mạc của ông Tổng Bí thư thì đều thấy là họ phải làm những cái việc không muốn làm. Ví dụ như là họ nói rằng cái nguyên nhân gây ra cái sự những khó khăn của kinh tế hiện nay là vì đầu tư công quá nhiều. Nhưng mà cuối cái bản phúc trình đó thì họ lại nói rằng muốn kinh tế giữ được cái mức độ tăng trưởng thì phải tăng thêm đầu tư công. Sự xuất hiện của các viên chức cao cấp của Đảng trên trường ngoại giao quốc tế cũng được ông Đặng Xương Hùng cho là có một lý do thứ hai, là thể hiện sức mạnh của các nhân vật ấy trong cuộc đấu tranh nội bộ của Đảng. Cái đó nó thể hiện cái đấu đá nội bộ giữa các lãnh đạo Việt Nam trong cái việc quản lý chính quyền cũng như là cai trị đất nước. Thế thì các nhân vật vừa rồi thì có các nhân vật như Phạm Quang Nghị, rồi Đinh Thế Huynh, rồi Phạm Nguyễn Phú Trọng là tham gia vào những cái hoạt động ngoại giao có tính chất nổi bật để mà thể hiện. Có những viên chức sau khi thực hiện một chuyến đi quan trọng tại nước ngoài, như ông Phạm Quang Nghị, lại bị thất bại khi trở về Việt Nam. Từ khi Việt Nam mở cửa về kinh tế vào năm 1986, nhiều nhà quan sát trong và ngoài nước cho rằng vai trò của chính phủ Việt Nam ngày càng lên cao. Trước những diễn biến mới, khi Đảng Cộng sản đang muốn tăng cường sự quản lý của họ lên mọi hoạt động của nhà nước, giáo sư Vũ Tường nhận định. Đương nhiên là đó là cái việc ông Trọng và các ban đảng của ông muốn, nhưng mà còn họ có làm được hay không thì là chuyện khác. Ông ta đã vung tay quá trán, nghĩa là ông ta
không có đủ cái quyền lực cá nhân để tạo ra thay đổi, nhưng có thể tạo ra được một chút thay đổi nào đó trong nhất thời, nhưng mà cũng sẽ không đủ cái lực cá nhân mà tạo ra cái thay đổi. Ngay sau khi Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 kết thúc hồi đầu năm nay, người ta thấy ông Nguyễn Tấn Dũng không còn giữ một cương vị nào nữa trong Đảng Cộng sản cũng như trong chính phủ. Ngay sau đó, xảy ra một loạt vụ án kinh tế liên quan đến những người điều hành của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam nằm dưới quyền của ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Đó là vụ ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, bị cách chức. Trong khi đó, thì ông Đinh La Thăng, đương kim ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực nhất nước cũng bị chỉ trích, dù không chính thức, là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những chuyện tham nhũng ở Tập đoàn Dầu khí. Giáo sư Vũ Tường dù cho biết là ông không có nhiều thông tin, nhưng ông cho rằng ông Thăng là một người thuộc nhóm chính phủ của ông Dũng mà nhóm viên chức đảng đang muốn loại trừ. Về quan hệ giữa đảng và chính phủ, gần đây trên tạp chí chuyên về lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam là Tạp chí Cộng sản, có đề cập một cách không chính thức chuyện nhất thể hóa bộ máy đảng và nhà nước. Theo giáo sư Vũ Tường thì chuyện đó khó có thể xảy ra vì hiện không có một gương mặt nào đủ mạnh của nhóm cán bộ đảng có thể làm được điều đó. Giáo sư Tường nói thêm là chuyện như vậy có thể xảy ra do một nhân vật nào đó có nhiều quyền lực trong ngành công an hay quân đội, hay phải có nhiều tiềm lực kinh tế như ông Đinh La Thăng. Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, chúng tôi đã phỏng vấn ông Đặng Xuân Hùng vào ngày 3 tháng 10. Ông Hùng cho biết nhận định của ông về cuộc tranh chấp giữa nhóm đảng và chính phủ. Rồi sau này sẽ có rất nhiều những nhân vật tự trốn đi được rồi. Thực ra nó có thể thấy rằng là cái sự gọi là áp đặt khống chế hoàn toàn của Nguyễn Phú Trọng không hẳn là có hiệu quả. Cái chuyện Trịnh Xuân Thanh cũng như là Vũ Huy Hoàng cũng như sau này, nếu mà có những cái gì xảy ra thì cũng chúng ta cũng thấy rằng là cái sự phản ứng của cái phe chính phủ nó cũng không hẳn là để lép vế hoàn toàn, phe của ông Trọng cũng không hẳn là áp đảo. Ngày 5 tháng 10, báo chí Việt Nam loan tin rằng ông Vũ Đình Duy, một cán bộ quản lý cao cấp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, là người chịu trách nhiệm trong vụ bê bối tài chính ở một nhà máy do tập đoàn này quản lý. Bài báo trên báo Thanh Niên viết rằng cơ quan chủ quản của ông Duy là Bộ Công Thương cho biết ông không có mặt ở Việt Nam nhưng không biết ông đi đâu. Người ta thường nói sự thật mất lòng. Ngay cả một người tự nhận là mình vừa hiếp dâm, giết người hay nhẹ hơn như ăn cắp, đốt nhà. Cho dù là thành thật thì người nghe ban đầu vẫn nghi ngờ cho sự thành thật đó, và với bản năng của con người, ít nhất một thời gian sau, người ta mới có thể hoàn toàn cảm thông, chia sẻ hay tha thứ. Nhưng có cái thành thật, thú nhận lại bị người ta mạt sát, và thời gian càng lâu, sự mạt sát càng tăng cường độ, bởi lời trần tình đó được phân tích qua lăng kính một sự thật khác, sự thật của tội ác và lòng tham lam vô tận của một tập đoàn, một chế độ. Khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố giữa nhân dân rằng, chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta, thì đó là lời thú nhận chân thành nhất. Nó hoàn toàn không lú, không ngớ ngẩn như rất nhiều người cười cợt. Nó thành thật đến ngu xuẩn, và vì vậy nó bị mạt sát. Nó bị mạt sát vì đã thò ra cái đuôi cáo. Con cáo luôn giả vờ ngây ngô để được yên vị trên chiếc ghế cao nhất, luôn kêu gọi chống tham nhũng để cuối cùng phải tự nhận bọn tham nhũng là chúng ta. Những người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà tôi, Nguyễn Phú Trọng, là người đảng trưởng. Tôi cũng như các đồng chí, chúng ta đều không ít thì nhiều đều tham nhũng, vì vậy thật là khó đánh, vì đánh càng trúng thì tôi và chúng ta cùng đau, cùng vỡ đầu sức trán. Có lời thú nhận nào khẩn thiết và đáng mạt sát như vậy hay không, nhất là trong thời điểm này, một thời điểm mà cả nước đang căng lưng dưới bầu trời u ám của bão lũ, của ô nhiễm, từ tiếng khóc đứt ruột của hơn 30 gia đình có người thân vùi thây trong dòng nước cuồn nộ bởi những chiếc đập thủy điện đúng quy trình. Lời thú nhận ấy sẽ còn âm vang sâu rộng trong các bài viết phân tích của nhiều tác giả sau này, ngay cả khi ông Trọng và đảng của ông may mắn hạ cánh an toàn, và đảng của ông may mắn không bị trả thù theo kiểu mắt đền mắt, răng đền răng của người Do Thái. Lời thú nhận ấy cũng sẽ bị đem ra làm bằng chứng cho hành vi của Đảng Cộng sản từng làm trên mảnh đất Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng vắng mặt lúc người dân đau khổ, và khi xuất hiện trở lại, càng làm cho họ thù hằn, uất hận nhiều hơn. Giả như ông cứ giả bệnh, nằm viện trong khi dân chúng lặn hụp trong trùng trùng sóng nước, thì người dân sẽ làm ngơ cho ông,
Đằng này ông được xum xuê bỡ đỡ như một lãnh tụ đạo đức. Ông cười cợt chúc người này tiếp người khác như ông là người ngoại quốc tới thăm Việt Nam. Ông không ý thức một việc nhỏ nhưng lại lãnh chức lớn nhất Việt Nam, chỉ có hai giải thích. Một là hơn 4 triệu đảng viên đều đáng nguyền rủa như ông bởi họ thành tâm muốn ông làm lãnh tụ cho họ. Hai là hơn 4 triệu đảng viên ấy lợi dụng sự lú lẫn của ông để họ tiếp tục được vơ vét bởi tin chắc rằng ông cũng tham nhũng như họ. Hai giải thích tương đối giống nhau, nhưng gộp chung lại đó là cách lý giải hay nhất cho vai trò của ông Trọng từ trước tới nay. Ông là người lãnh đạo Cộng sản đáng được toàn đảng yêu nhất, mặc dù bị toàn dân khó chịu và ghét bỏ nhất. Đó là nguyên do sự thật ông tỏ bày một cách thành thật nhất lại đáng bị mạt sát hơn bất cứ lời tự thú nào. Chính ông ra lệnh đánh Trịnh Xuân Thanh, nhưng cũng ra lệnh hoãn binh đối với Đinh La Thăng, là thầy của Thanh khi còn ở tập đoàn dầu khí. Ông đánh thằng nhỏ nhưng lại sợ thằng lớn hơn. Ông đánh kẻ chạy đi nhưng lại phân vân với người đang trừng mắt nhìn ông ngay tại cái thành phố to nhất nước này. Vậy thì ông ơi, nếu người khác là ông, họ sẽ không dại gì thú nhận cái sự thật chúng ta đều tham nhũng. Có nghĩa là ông cũng là Thanh, là Thăng, là hàng ngàn kẻ khác trong cái đảng này. Bởi vậy, người dân mạt sát ông là phải. Chọn lựa bị mạt sát để đưa ra thông điệp đồng cảm cho hơn 4 triệu đảng viên là một thái độ khôn ngoan. Vì vậy, nếu là đảng viên, tôi cũng tuyên bố sẽ bầu cho ông thêm một nhiệm kỳ nữa, cho tới khi nào lời tuyên bố sắp tới của ông hết bị mạt sát mới thôi. Vấn đề gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa đang trở thành mối đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nguy cơ ấy được Đảng Cộng sản nhận diện như thế nào và tác hại ra sao? Nam Nguyên tìm hiểu một số khía cạnh liên quan. Ngay khi khai mạc Hội nghị Trung ương 4 ngày 9 tháng 10, 2016 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm nóng dư luận khi cảnh báo tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gây hậu quả khôn lường. Theo báo chí chính thức, ông Tổng Bí thư nhấn mạnh, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa, coi đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một nhà phản biện chính trị độc lập thuộc thế hệ tiên phong từ Đà Lạt nhận định: bản thân đảng của các ông ấy là nó chuyển biến theo cái hướng bất lợi cho đảng. Thế thì trước đây cái chuyện mà tự diễn biến ấy, tự phân hóa đấy, nó là hiểu theo cái nghĩa tức là các đảng viên ngày càng thấy rằng con đường đi độc tài chuyên chế của đảng và phi khoa học ấy, là không đúng, mà phải tiến dần sang phía dân chủ pháp trị, mà là theo ý kiến nhân dân. Thế nhưng trước đây ấy, thì cái cụm từ ấy nó có nghĩa như vậy thôi. Nhưng mà gần đây đấy, thì cái cụm từ ấy nó có thêm một nghĩa mới là bộc lộ sự mâu thuẫn trong nội bộ đảng về mặt nhân sự, chẳng những về mặt tư tưởng mà còn về mặt nhân sự, có thể dẫn đến lật đổ nhau như ở đại hội đảng lần thứ 12 và thậm chí như ở cái vụ Yên Bái và đến cái vụ Trịnh Xuân Thanh nữa. Trao đổi với chúng tôi vào ngày 10 tháng 10, 2016, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, hiện hoạt động như một luật sư nhân quyền ở Sài Gòn, nói rằng vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa đã được nêu ra từ các đại hội đảng trước đây. Theo đó, tự diễn biến, tự chuyển hóa được hiểu là chuyển biến từ chủ nghĩa xã hội sang một chủ nghĩa khác. Tự diễn biến trong nội bộ có thể là diễn biến từ đường hoàng trở thành tha hóa, tham nhũng. Nó có dấu hiệu nguy cơ tổn vong của đảng. Luật sư Trần Quốc Thuận tiếp lời: thì cái việc đó thì trong đảng đã nhiều lần cảnh báo, và nhất là nghị quyết Trung ương 4 của khóa 11 vừa qua thì cũng đã nêu rất là đậm về cái chuyện đó. Và gần đây có một cái bài viết của ông Hoàng Nguyên là phó ban tư tưởng của đảng, thì ông cũng nhắc rằng cái việc mà tập trung quyền lực mà không kiểm soát thì đó là nguy cơ của sự sụp đổ. Đối với sự kiện cán bộ lãnh đạo giết nhau ở Yên Bái hay vụ Trịnh Xuân Thanh cùng phản ứng khác thường của đương sự,
luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng chưa đủ căn cứ để xem đó là những biểu hiện tự diễn biến trong nội bộ đảng. Theo lời ông, mặc dù Thủ tướng đã giao Bộ Công an, nhưng đến nay chưa có kết luận điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của ba cán bộ ở Yên Bái. Riêng vụ Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đại biểu Quốc hội trúng cử nhưng bị loại vì vấn đề tư cách. Ông này bị truy nã quốc tế vì làm thất thoát 3.300 tỷ đồng trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí trước kia. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định. Và ví dụ Trịnh Xuân Thanh thì đó là một vụ án, cũng không thể là nói hay đó là vụ tự diễn biến được. Mà còn nếu mà Trịnh Xuân Thanh mà có liên kết với cái nhóm lợi ích nào mà tạo nên những cái sự thất thoát hư hại và kể cả mà trốn đi nước ngoài thì đó cũng là cái tự diễn biến. Trong mấy chục năm liền sau khi thống nhất Việt Nam, Đảng Cộng sản luôn gắn kết mọi bất ổn của đất nước với điều gọi là diễn biến hòa bình do các thế lực phản động ở nước ngoài giật dây. Tuy nhiên, trong những năm sau này, ít còn nghe cụm từ diễn biến hòa bình mà thay bằng các nhóm từ mới là tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định. Trước đây, người ta cứ nở rằng là ở Đông Âu, ở Liên Xô cũ đó thì đó là do cái sự tạo chuyển biến từ bên ngoài. Mà gần đây người ta nói không phải. Và sau những bài viết của ông Hoàng tôi mới vừa nói trên thì đó là cái sự diễn biến xa đọa, khối hóa ở Đông Đảo và dẫn đến sự sụp đổ. Thì đó là cái quy luật tất yếu. Còn cái sự diễn biến ở đây tức là từ những người tốt, từ những người đường hoàng mà trở thành những cái kẻ xấu, kẻ tham nhũng, kẻ ăn cắp của công, lừa đảo, để chiếm đoạt của công, vân vân. Thì cái đó là cái diễn biến về cái phẩm chất phẩm giá. Thì hai cái đó nó có sự tự đi, cuối cùng cái mục đích của nó cũng là làm thay đổi cái chế độ. Một bên là sự thay đổi chế độ do tác động bên ngoài, một bên là tự làm thay đổi. Bảo vì cái nếu mà sự tha hóa, tham nhũng mà tràn lan không ngăn chặn được, thì cái niềm tin với dân người ta không ủng hộ nữa. Mà không ủng hộ nữa thì cái sự tồn tại cái nhà nước thì cơ sở tồn tại nó còn lại rất là thấp. Thời sự diễn ra ở Việt Nam mới đây cho thấy báo chí do nhà nước quản lý có thể đã lâm vào điều gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nhiều tờ báo bị kỷ luật đình bản, tổng biên tập bị cách chức thu hồi thẻ nhà báo. Điển hình là trường hợp ông Như Phong và báo Petro Times. Ngoài ra tờ Lao Động phải chấm dứt các diễn đàn bạn đọc là hai mục tin khó tin và đừng im lặng. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định. Thì cái đó là người ta nhìn nhận với những góc độ khác nhau. Bởi vì trong đảng mọi người cũng có cái nghị quyết 297, 298 cho rằng là nghị quyết là phản biện, giám sát phản biện. Cho nên người ta kêu gọi là các cái đoàn thể, tổ chức xã hội và của nhân dân nên thực hiện cái quyền của mình, quyền phản biện và quyền giám sát. Cho nên họ mở ra diễn đàn như thế, nhưng mà diễn đàn đó họ có những cái mà họ lại làm vượt quá quy định. Cho nên người ta hỏi quan, cho nên ở Việt Nam thì tất cả những cái chuyện gì nó cũng có sự kiểm soát. Cho nên hình dung rằng báo chí cũng như những người làm việc là tất cả mọi người đều có cái dòng kim cô trên đầu cả. Nếu mà lôi thôi thì ta lại siết, người ta lại cấm, người ta lại cắt chức, người ta lại khai trừ, vân vân. Tại hội nghị Trung ương 4 khóa 12 diễn ra ở Hà Nội từ ngày 9 tới 15 tháng 10, 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị Trung ương Đảng cần nhận diện rõ hơn vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, xác định rõ ý nghĩa của nó, mức độ đến đâu, nguyên nhân là gì và tác hại ra sao, từ đó tìm ra các biện pháp chấn chỉnh hữu hiệu. Giới phản biện cho rằng Đảng Cộng sản đã nhận thức nguy cơ diệt vong của Đảng và chế độ, như nhận định công khai trên báo chí của ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, tập trung quyền lực mà không kiểm soát được sẽ dẫn tới sụp đổ.